Chào mừng bà con lại tiếp tục trở lại với Facebook của Cơ khí Nông nghiệp Vũ Hải ngày hôm nay. Anh em chúng tôi lại xin gửi tới toàn thể anh em tất cả và mọi người, cũng như là bà con cô bác trong toàn thể Facebook, một lời kính chúc sức khỏe, lời chào ngày mới trân trọng nhất để mở màn cho công việc của ngày hôm nay. Anh em chúng tôi lại tiếp tục đưa đến những đôi bánh lồng cộng cày bốn chảo cộng bừa cộng phay lên đường đi phục vụ bà con Tư Lạng, Việt Yên, Bắc Giang. Đôi bánh lồng là cực chắc cực đẹp rồi. Đôi bánh lồng này em cứ trần lên đi tí, đút cái cày tụt vào trong, chốc cái phay để ngang đây là được. Để nằm hơn đấy thế. Em xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người một ngày thật nhiều niềm vui, sức khỏe và công việc hanh thông thuận lợi. Bữa đinh em ơi. Bữa đinh 1m8. Đấy, cái chỗ này để con cày chảo 4 vẫn thoải mái nhé. Cái con phay đút vào đây nữa, vô tư luôn. Vẫn thừa chỗ mà. Cho con lồng này trước. Bánh lồng cho máy 22. Em xoay cái đuôi nó vào trong để anh thả sâu vào trong cái là đỡ phải bê. Em chào hai bác đang xem. Hôm nay ngày gì mà sao các bác vào xem ít thế nhỉ? Hay sản phẩm của mình quen thuộc với các bác quá nên là gần như là các bác chỉ lướt qua thôi.
đầy 7 chảo cho Zonda 5050E này. À 5310E. Phay nước này 2m26, 2m3. Dàn của Kubota. Tất cả các thứ còn liền lạc lắm. Chốt chiếc vẫn ok luôn. Con này là cái hệ thống điều khiển ở đây vẫn còn, nhưng mà hệ thống điều khiển kéo nâng hạ bực đằng sau vẫn còn. Quan trọng là con máy kia nó có vừa vào đây không. Các cái chi tiết kéo nói chung nó đẹp, không có độ dơ luôn, không có độ dơ tí nào luôn, nó quá chuẩn. Dàn phay nước 2m này, dàn này 2m05, 2m07, đẹp xuất sắc luôn. Em ơi, cái dàn trên đấy luôn. Đây con này. Sợ không vào được. Ô. Chào năm. Ơi. Hả? Lôi cả quần của phu nhân đem đi này, chết, mẹ chốc về phu nhân tẹt chết. Dây đây.
xây những cái từ nhất 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 để nhất nhất dòng phay để đây thoải mái, mà kể cả trống nó có gì. Ừ, hay để thế đấy, để thế được. Có cái bừa nữa. Để đo đo xem cái kích thước nó bao nhiêu đã. Em có một dàn phay của Kobashi này. Dàn bãi vừa về. Anh em nào có nhu cầu dàn này thì alo cho em nhé. Phụ kiện phụ trợ đầy đủ luôn. Con này nó lại làm thế này. Con này cái cách đăng của nó dài lắm. Đấy, khoảng qua đây. Nó còn có một cái ở đây nữa cơ. Một cái tháo lắp nhanh ở đây nữa cơ. Hình như cái bừa kia 2 mét ra. Chuẩn luôn rồi em ơi. Giờ phải lôi con bừa này ra, khoác con cày này thôi, khoác con cày này thả xuống đây. Để xong là rút được con bừa. Xin kính chào chú. Xoay lại phát này.
Hả? Đến đâu?